Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ca sĩ Đinh Tùng Huy. Đinh Tùng Huy là ca sĩ trẻ đứng đằng sau rất nhiều bản hit và tạo nên tên tuổi cho các ca sĩ khác như Anh Quân Idol, Châu Khải Phong, Lê Bảo Bình. Tuy nhiên mới đây thì anh đã chính làng và bước đầu đã gây được tiếng vang rất lớn cho các bạn trẻ yêu nhạc. Đinh Tùng Huy có tên đầy đủ là Đinh Văn Hóa, sinh vào ngày 30 tháng 9 năm 1992, nơi sinh Thái Bình, nơi sinh sống và làm việc hiện nay thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Tùng Huy là nam ca sĩ may mắn khi được gia đình ủng hộ theo đuổi sự nghiệp ca hát. Ngay từ khi bắt đầu đăng ký thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Đinh Tùng Huy đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người thân. Đó là nguồn cổ vũ động viên tinh thần rất lớn và là hậu phương vững chắc để Tùng Huy có thể cố gắng và nỗ lực hơn trên con đường nghệ thuật đầy chông gai và thử thách. Bước tới Sài Gòn, Hoa Lệ, Đinh Tùng Huy đã nhanh chóng tìm kiếm cơ hội cho mình. Ngay từ khi còn theo học ở trường Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, chính là mảnh đất mang đến cho nam ca sĩ rất nhiều sự lựa chọn và có cơ hội được gặp gỡ, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của nền âm nhạc Việt. Đinh Tùng Huy đã tham gia vào nhiều cuộc thi âm nhạc, trong đó có cuộc thi Yêu Ca Hát. Tại đây thì anh đã đạt giải nhất. Đây cũng chính là một trong những minh chứng đầu tiên giúp anh đạt được thành công với chính con đường âm nhạc mà anh theo đuổi. Bên cạnh vai trò là một ca sĩ, Đinh Tùng Huy còn được đánh giá rất cao với vai trò là một nhạc sĩ. Anh đã từng sáng tác rất nhiều ca khúc, nhanh chóng trở thành bản hit ấn tượng. Một số ca khúc nổi tiếng được đông đảo các bạn trẻ yêu thích phải kể tới như Em Thương Ai Rồi, Ai Sẽ Bên Em, Hơn Cả Một Chữ Thương, Nếu Ta Ngược Lối. Mới đây nhất, Cứ Ngỡ Là Anh đã nhanh chóng chiếm được vị trí cao ở trên bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của ca sĩ nổi tiếng Châu Khải Phong đã chia sẻ thông tin fan của ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Tùng Huy yêu cầu anh gỡ ca khúc Nếu Ta Ngược Lối trên tất cả các trang nhạc khác nhau. Lý do đưa ra nghe có vẻ khá vô lý vì ca khúc có bản thu âm và MV của ca sĩ khác xa với bản gốc. Tuy nhiên thì các fan của Châu Khải Phong lại cho rằng nhờ có anh thì ca khúc này mới đến gần hơn với công chúng yêu nhạc. Phía ca sĩ, nhạc sĩ Đinh Tùng Huy cho rằng anh không hề muốn xảy ra hiềm khích với bất kỳ ai, đặc biệt là người anh đồng nghiệp mà anh rất mến mộ Châu Khải Phong. Chính vì thế mà lượng view mà bản hit của Châu Khải Phong đã đạt được là một tín hiệu vui, chứ anh không hề có ý muốn yêu cầu gỡ ca khúc xuống. Đinh Tùng Huy là ca sĩ trẻ mới nổi, tuy nhiên anh luôn được bạn bè đồng nghiệp yêu mến vì tài năng cũng như sự hòa đồng và thân thiện với những anh chị em ở nghệ sĩ. Không chỉ là những người đứng sau sự thành công của rất nhiều ca sĩ, anh còn là ca sĩ được đào tạo bài bản với tính chuyên nghiệp cao và niềm đam mê dành trọn cho âm nhạc. Để tận mắt được nhìn thấy Đinh Tùng Huy và thưởng thức tiếng hát ngọt ngào với những chuyện tình ballad đậm trữ tình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.